vân. Nè. Nè. No good. Nỗi đau anh cứ giữ thừa rồi mai đây em vui, anh sẽ chôn vùi câu hứa, anh tìm lại dấu yêu xưa, chỉ còn nước mắt và mưa, cầu vồng sẽ đến nhanh thôi, sao em xa rồi. Duyên lòng đông chia đôi đường tình hai ngã, vì giấc mơ hồng dập tan cũng vì tất cả. Tại sao anh như thế này? Không
Biết bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu. Kéo theo đàn trai bướm bướm, thôi bọn cây ngày ai đắm. Chàng ơi anh ơi anh đón em về kết tình chàng nam. Đêm nằm mơ, ngày nằm thơ, dần gây như mà cứ sau lòng thận thơ. Trên dưới hai nhà làng xui, rượu bia trai lang chứ tháng 10 ngày có phục cưng nuôi. Tình mặn nồng, yêu đang sâu, có đứt tơ hồng, vì không ông nào con ta cách xa. Em trông gió, anh cầm cầu, tính toán trong đầu, nhất quyết đón em về Nam Châu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình về cha, cho rước em về Nam Châu, hai đứa sau này Nam Châu. Kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bọn ngày ngày ai lắm. Nàng cười anh cười em đón em về kết tình chàng nam. Hai ba vô, hai ba vô. Sáng đêm đều làm nít kia làm chúng non, đoạn này không thuộc đâu, không thuộc nữa đâu, không thuộc nữa đâu. Do re mi Nobita suka do re mi chai en do re mi.
chỉ dành cho sorry mọi người nhé, sorry mọi người, sorry mọi người, cảm ơn chị Vira, sorry chị Vira, đúng không? Sorry bé còi, sorry anh Mata, bé này bé này Khải không hiểu, sorry anh Mata, sorry tất cả mọi người, sorry tất cả các anh các chị. Bởi vì là thật sự là em không muốn nói điều này ra đâu. Nhưng mà thôi thì đằng kiểu gì cũng phải nói. Là vì em cho mọi người ăn cơm chó như thế có thấy ngon miệng không ạ? Hay cay ạ? Cay không? Không. Không. Đấy. Cái gì? Nhiều khi mệt mỏi anh cũng chẳng thể nói hết ra bao điều. Lắm lúc thấy mình mệt quá, lắm lúc muốn được gục ngã, lắm lúc thấy mình càng thêm cô đơn. Phải nhìn em muốn nói, anh hay cứ là anh thôi. Nhưng khi bên môi đang lo nhé vì đã có em đây rồi. Em chẳng hứa mình sẽ chấp nhất chính là hương, khoan dung nhất chính là đi. Dù mình cãi vã chưa bao giờ mình cách xa nhau, là vì ai đi chẳng nỡ xa, hay vì hương vẫn thiết tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá. Nhưng khi mình nói đừng lo nhé vì đang luôn đây rực. Ngọc chẳng hứa mình sẽ hiểu được toán đang nghĩ gì. Nhưng xin hứa đừng khá lý trí để lắng nghe. Cô chấp nhất chính là ngọc, khoan dung nhất chính là tuấn. Dù mình cãi vã chưa bao giờ mình cách xa nhau, tuần chẳng lỡ xa, hay vì ngọc vẫn thiên tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá. Con dung nhất chính là tuần, dù mình cãi vã chưa bao giờ mình cách xa nhau, là vì tuần chẳng lỡ xa, hay vì ngọc vẫn thiết tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá. Oh.
Gak ada yang diajak duet ya, aku duet sama rice cooker ya. Bye bye mak gue, bye bye. Aku mau mandi, ayo mak. Bye bye. Mau belum mandi? Apa? Belum, vidingu.com. Belum mandi. Belum. Aku mau mandi sama mak Vira.